Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Bài thánh ca đó còn nhớ không anh? Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lanh sao trời thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân, cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau, vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa. Chào các bạn nha. Thì những hình ảnh mà mọi người đang xem nãy giờ là ở nhà thờ giáo xứ Chợ Đũi, hay còn gọi là nhà thờ Huyện Sĩ. Và nhà thờ này ở địa chỉ là số 1 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem ha mọi người ha. Lúc nãy thì không biết là các bạn có để ý không, thì cái mặt trước của nhà thờ á thì có một cái tháp chuông rất là cao, cao đến 57 mét, kể cả chiều cao của thánh giá. Và phía chân chóp đỉnh cao là hình chú gà trống vô loa, rất là đặc biệt ha mọi người. Cho nên là nhà thờ mang nét đẹp rất là cổ kính, và nó mang cái đường nét rất là châu Âu. Cho nên là mình lúc mà mới bước vào, mình cứ tưởng là đang lạc vào một xứ sở cổ tích, một cái lâu đài nào đó chứ. Ban đầu nhà thờ có tên là nhà thờ Chợ Đũi, do là nó thuộc họ đạo Chợ Đũi, nhưng mà sau này dân gian vẫn gọi là nhà thờ Huyện Sĩ, và sau đó trở thành tên thông dụng của nhà thờ này. Phía bên trái của nhà thờ nè mọi người là núi Đức Mẹ Lộ Đức, được xây dựng vào năm 1960 để kính Đức Mẹ Lộ Đức. Xin người ta xin được và người ta tạ ơn Đức Mẹ. Chúng ta cùng đi từ từ để xem ha. Được dùng đá hoa cương biên hòa để ốp mặt tiền và các cột chính điện như là nãy giờ các bạn đã xem rồi, theo phong cách kiến trúc Gothic. Riêng chính điện nhà thờ nè mọi người có vòm chịu lực dạng cung nhọn và được trang trí bằng lớp kính màu ghép hình, và những cái lớp kính này được mua từ Ý, và bên trong có rất là nhiều tượng thánh. Thank you.
niềm hân hoan mừng Chúa Giáng sinh. Và năm mới, năm 2021 đã sắp tới rồi nè. Thì Sài Gòn Du Hí xin gửi tới bạn và gia đình những lời chúc thật là thân thương nhất. Chúc cho mọi người một Giáng sinh an lành và một năm mới dồi dào phúc lộc của Thiên Chúa. Chúc cả gia đình bạn an lành, hạnh phúc và lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều luôn vì đã luôn ủng hộ, luôn đồng hành cùng kênh Sài Gòn Du Hí trong từng ngày và trong suốt một năm qua luôn nè. Và bước sang năm mới, chúc bạn luôn nhiều sức khỏe, nhiều thành công và thật nhiều may mắn. Mình gửi một lời chào, mong một ngày may mắn đến cho bạn nè. Một lời nhắn nhủ, mong bạn thành công. Một lời chúc, mong bạn ấm lòng. Một nụ cười để vượt qua tất cả. Một ý chí để đập tan vất vả lo âu. Và một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Này thì các bạn nhấn like nè, share và subscribe cho mình nha. Nhớ nhấn cái chuông để nhận được những cái video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.